đâu đâu đó em chạy ra là nó có nó đang xuống, đang xuống. Đang xuống em chạy vô em kéo cửa hả? Tao bự không? Đặt. Đó. À. Đó đó đó. Cái này ngang thì giữa đường con xe né đó không? Đó, đó. Đi trong làn chứ giữa đường đâu. Tí nữa là gần gần chạy một tí kìa, nó đi giữa đường nó quẹo vô cái đường mà hết á. Xong tí nó thấy nó chạy về nữa. Nó đi bình thường mà, trong trong nhỏ đâu có sừng gì đâu. Không, hai cái sừng chà bá. Không. Thấy gì ngoài bự lắm. Đúng dần rồi chứ. Xong nó lên cái chậu một tí, cái em thấy nó quẹo bên nhà mà hết. Tưởng đâu nó về nhà, nó giờ không biết trâu của ai. Khi người ta bắt về để tội nghiệp tao chứ. Tí thấy nó chạy xuống nữa. Mất hồn xuống nữa hả? Tí nó chạy về, xong nó quẹo qua bên hướng xuống đổ một cây, nó không biết trâu. Xuống nữa hả? Là nó quanh xuống liền hả? Không, dữ à? Đang kêu bỉ, bà lấy điện thoại ra, bà lấy chiếc chứ. 10 phút, 15 phút nó mới xuống hả? Em nói 10, 15 phút. Đó, đó, đó. Mới chạy qua phải không? Qua rồi hả? Qua rồi, mới qua đó. Trời ơi, có chút xíu à. 10 giờ 23. Vậy ở trên nó chắc ai đuổi nó xuống. Anh trâu đen. Trâu đen. Khang nè, hồi nữa nó có chạy ra nữa không? Tính bắt trâu về nhậu hay sao? Tính bắt trâu về nhậu hay gì mà nó ra nhìn đám đuối. Trâu là ấy mà làm gì quẹo nhà người ta chi? Có. Trâu không bao giờ mình hút chó. Chó dí sủa nó thôi. Nãy gần 23 mấy. Nó chạy hay đi, xuống là chạy. Qua đường, đó chạy nè, nó chạy chứ nó đi đâu. Chạy chứ, nó chạy sẵn. Cười quá.
băng qua đường khô lắm nha, nó băng qua, nó biết cái đường nó băng qua á. Sao ở trên đó cái ai dí nó em ơi. Ai dí nó mới chạy á. Ai dí nó mới chạy xuống xuống đây cái ngừng lại rồi. Khe khe nó cũng nóng, nó nóng dữ. Không thấy trâu nó ra nó nóng.